không liên quan đến theo dân và biết thế. Thế đấy, không phải không làm được. Cái keo chân đập ra để cho cái chân kia nó biết xuống, chứ đừng đi kiểu không liên quan đến mình cái chân thế. Thế các bạn không làm được đâu, bấm biết cái chân kia làm sao để cho kia biết. Khớp là tốt rồi, khớp là không được. Ngắm cũng được nhưng mà phải có cái này. Phải có một chân đập để một chân biết, kể cả ngắm cũng được nhưng phải tiếp tục giật để cái này biết. Chứ không đến đây thì phải bắn. Cái này giật nhiều, quan tâm cái chân giật. Giật nhiều chân trụ ra sao tự thấy cái nào phải biết. Chân trụ kìa. Giật chân này ra, giật chân này ra. Thì cái chân này là cái điểm mà mình hiểu. Chân này giật ra rồi ra. Ngắn thôi, đừng làm dài, đừng làm dài. Chị đừng làm dài, chị để tập trung ở đây. Mà chị giật cái này. Cái này. Đấy, nó phải ấn nó xuống. Thì cái chân này nó giật được chứ. Cái chân này nó phải ấn xuống thì chân này nó biết. Đây chị để như này, chị bấm như này thì là có cái gì để nó biết. Cái chân trụ này, biết xuống. Đấy, biết xuống, ngắn thôi. Ngắn thôi, không cần dài. Ok. Đấy, chỉ thế thôi. Để nó sao nó giật thẳng đấy, không biết luôn. Chị lại vào chân trụ này, chắc là chân trụ này này. Ngắn thôi, không cần dài. Đang cần dài. Đấy, còn chị chỉ thế thôi đấy. Đấy, rồi. Khi lên mà chị trụ hoàn toàn vẫn ở đấy. Lên tiếp đi chứ. Chị đào chứ không có keo chân nữa đấy. Đào có keo chân hàng đấy. Hàng không làm thì keo chân ở đâu? Đấy, giảm ra. Giảm keo chân ra. Ở lại luôn. Chị lên lên luôn. Đấy, cái này giảm lên. Cắn thôi. Ok, cắn thôi. Cái này giảm ra. Cái chân của chị xuống là nó xuống là phải giật giật ra rồi ấy. Đây chị nhìn này. Cái này nhá mà chị giật để chị ấn. Để chị ấn cho chân này nó biết. Chị không phải là nè, cái chân này nhá chị nhìn này. Chị đặt xuống là nó phải không nghe để chị đóng nó vào để chị niết chân. Đóng luôn. Đóng luôn xuống cứ nhau người nó rồi còn gì nó mà ấn. Chị ơi chị vẫn bị nhau người. Chị nhìn này. Mình ở đây mình bật nó vào khớp. Chứ không phải là mình cuốc để mình nhau đầu đi. Thế là khớp dưới ý.